Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin lấy Hoàng Sa, Trung Quốc giữ chặt, mượn đường đến Hoa Kỳ rung cây. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những đợt tàu chiến của Hải quân Mỹ liên tục đi qua những vùng biển, vùng đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc đã trước đây đã chiếm đóng của Việt Nam. Và hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2019, quân đội Trung Quốc đã chính thức lên tiếng về vụ việc Mỹ cho tàu chiến đi qua quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số chia sẻ, một số báo chí quốc tế cũng như báo trong nước đã bắt đầu đã đăng tải những hình ảnh này. Đó là việc Trung Quốc lên tiếng vụ khu trục hạm USS Mayer của Mỹ áp sát Hoàng Sa. Báo South China Morning Post ngày 19 tháng 4 đưa tin quân đội Trung Quốc đã lên tiếng sau khi thông tin tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mayer của Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động tuần tra tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hôm qua, tức là ngày 13 tháng 9. Ông Lý Hoa Mẫn, người phát ngôn chiến khu Nam Bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, viết tắt là PLA, cho biết quân đội nước này đã triển khai máy bay và tàu quân sự để xác định, theo dõi, phát cảnh báo và đuổi tàu khu trục USS Mayer ra khỏi vùng biển này. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem ngay trên một số trang báo trong nước cũng như báo quốc tế đã đăng. Và ở trên trang báo quốc tế cũng đã đăng hình ảnh này. Đó là bản tin gốc tại tờ báo Nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa ra vào ngày 14 tháng 9 năm 2019 là hôm nay. Và hình ảnh rất rõ mà các bạn thấy. Đây là hình ảnh chiến hạm của Mỹ đã đi vào khu vực mà Trung Quốc cho rằng đó là vùng chủ quyền của họ. Và đây là lần thứ hai tàu khu trục USS Mayer thách thức các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông trong khoảng 2 tuần qua. Trước đó hôm 28 tháng 8, tàu khu trục USS Mayer đã áp sát đá vành khăn vào đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng hiện đã bị Trung Quốc chiếm đóng và cải tạo trái phép. Và trước Hoàng Sa cũng là nơi mà Trung Quốc đã đánh chiếm trước đó từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1975. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem đó là người phát ngôn của quân đội Trung Quốc đã nói. Ông Lý Hoa Mẫn, người phát ngôn chiến khu Nam Bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc PLA, cho biết quân đội nước này đã triển khai máy bay và tàu quân sự để theo dõi chiếc tàu USS Mayer này. Vị này còn phát biểu một cách vô căn cứ rằng chiếc chuyến tuần tra trên là một hành động xâm phạm và không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. Mỹ đang thực hiện quyền bá chủ hàng hải ở Biển Đông thời điểm qua, ông Lý Hoa Mẫn nói thêm. Vị này còn biện bạch rằng những hành động như vậy đã làm xói mòn nghiêm trọng cái gọi là lợi ích chủ quyền của Trung Quốc và cho thấy Mỹ hoàn toàn thiếu chân thật trong việc duy trì hòa bình toàn cầu cũng như an ninh và ổn định khu vực. Ông Lý Hoa Mẫn tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ cái gọi là chủ quyền và an ninh quốc gia của nước này ở Biển Đông. Và đây là hình ảnh các bạn có thấy hình ảnh ông Lý Hoa Mẫn trong cái lời phát biểu của mình trước rất nhiều những phóng viên báo chí. Và vào năm 1975, sau khi quân đội nhân dân Việt Nam từ miền Bắc tiến vào Sài Gòn và chiếm được miền Nam thì đất nước này với nhiều đau thương đã trở thành một thực thể duy nhất với cái cờ đỏ sao vàng. Và đương nhiên tất cả những gì thuộc về thể chế Việt Nam Cộng Hòa trước đó cũng sẽ chuyển giao hết cho nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và trong đó có đảo Hoàng Sa. Nhưng Trung Quốc đã không trả lại cái quần đảo này cho Việt Nam sau đó, mà họ chiếm giữ luôn và tuyên bố trắng trợn rằng đây là lãnh thổ của họ. Và điều mà các bạn có thể xem trên một số cái trang truyền thông quốc tế cũng như trong nước đã đăng tải rất nhiều, đó là đường chín đoạn mà Trung Quốc luôn nói rằng đây là vùng chủ quyền, và Việt Nam thì hay gọi là đường lưỡi bò. Và với đường lưỡi bò này thì nó ôm trọn toàn bộ Biển Đông, thì toàn bộ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam sẽ mất hết về phía Trung Quốc, cũng như là toàn bộ cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 200 hải lý cũng bị Trung Quốc. Với cái đường vẽ như vậy thì họ cho rằng đó là lãnh thổ, lãnh hải của họ, và điều đó sẽ rất nguy hiểm cho Việt Nam trong thời gian tới khi mà Trung Quốc thực hiện sách trắng quốc phòng. Và các bạn cũng đã biết Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào quốc phòng với ngân sách khổng lồ. Như năm 2019 thì họ đã nâng ngân sách quốc phòng lên tới 170 tỷ USD cho tài khoá và thực hiện sách trắng quốc phòng, tức là bảo vệ đường chín đoạn bằng mọi cách, mà Việt Nam là một trong những nước đã bị chiếm đoạt nặng nề với rất nhiều vùng chủ quyền biển đảo nằm trong cái vùng chín đoạn này. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy những cái chiến hạm của Trung Quốc đã bắt đầu được di chuyển và được đóng mới rất nhiều và liên tục. Và đây là hình ảnh Hải quân Trung Quốc
có các tàu khu trục tiên tiến lớp 052 và 055 mang theo tên lửa hành trình IJet 18 có tầm bắn lên đến 540 km. Và đây là hình ảnh họ đã bắn đạn thật trên biển Đông trong thời gian qua. Và với những cái vũ khí hiện đại như vậy thì những chiếc tàu này không cần thiết phải đến quá gần những quần đảo của Việt Nam hoặc là những cái nhà giàn và những cái khu vực mà Việt Nam đang đóng quân, mà họ có thể từ xa họ tấn công vào bằng những quả tên lửa với tầm bắn hơn 500 km như vậy. Và lực lượng hải quân của Trung Quốc rất lớn, rất mạnh. Và ngoài ra họ có lực lượng của các tàu hải cảnh có hơn 300 chiếc đã được đóng mới trong thời gian qua để liên tục gây hấn với rất nhiều tàu thuyền Việt Nam, và trong đó đã đâm chìm rất nhiều tàu của ngư dân Việt Nam và đâm bị hỏng rất nhiều những tàu cảnh sát biển khi Việt Nam đưa ra để ngăn cản những hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và ngay tại thời điểm này thì Trung Quốc vẫn đang tiến hành điều tàu thăm dò Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống Hùng Hậu của mình thăm dò đo đạc và săn lùng tài nguyên ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà trong thời gian qua từ đầu tháng 7 đến nay là thời gian đã hơn 2 tháng mà Việt Nam chưa có biện pháp để có thể xua đuổi được những chiếc tàu này ra khỏi vùng chủ quyền đặc quyền kinh tế của mình. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy ở trong nước cũng như một số báo quốc tế chia sẻ rất nhiều hình chiếc tàu Hải Dương 8 đã bắt đầu hoạt động được hơn 2 tháng và đang thăm dò, và dường như họ chuẩn bị cho cái việc khai thác và hạ đặt giàn khoan ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và những cái vùng mà Trung Quốc chiếm đóng trước đó như hình ảnh cho thấy từ bãi đá chữ thập, họ đã quân sự hóa rất nhiều. Và nếu các bạn nhìn vào những hình phóng to như thế này thì sẽ thấy những cái đường băng rất dài của những cái sân bay quân sự lớn của Trung Quốc đã đóng ở trên đó, cùng với những nhà kho và những khu chứa vũ khí và tên lửa đặt rất nhiều ở những quần đảo như thế này. Và ngoài ra thì trên đá vành khăn cũng được xây rất nhiều những nhà tòa nhà kiên cố, và dường như ở trong những khu này, khu quân sự này sẽ cất giữ nhiều cái vũ khí hạng nặng của Trung Quốc ở trong vùng để quan sát, và cũng như là họ khống chế toàn bộ vùng Biển Đông và trong đó có Việt Nam. Và đứng trước các diễn biến nghiêm trọng này, Mỹ đã tìm cách kiềm chế sự bành trướng bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, và Việt Nam đương nhiên cũng ủng hộ bằng việc hợp tác nhiều hơn với Mỹ. Và cụ thể nhất mà chúng ta có thể thấy thời gian gần đây đã có cái sự lên tiếng rất mạnh mẽ của phía Mỹ ủng hộ Việt Nam cũng như phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và bắt nạt Việt Nam trên Biển Đông. Đó là việc Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối Trung Quốc uy hiếp hoạt động dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ hết sức quan ngại trước các nỗ lực tiếp diễn của Trung Quốc vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ phát ra vào ngày 26 tháng 8 vừa qua đã nêu rõ. Thông cáo nói, gần đây Trung Quốc tái tục sự can thiệp mang tính uy hiếp nhắm vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam ở Biển Đông, trực tiếp đi ngược lại cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại đối thoại Sri Lanka rằng Trung Quốc sẽ theo đuổi con đường phát triển ôn hòa. Và chúng ta không hề thấy là Trung Quốc theo đuổi những con đường phát triển như vậy, mà họ đã liên tục dùng tàu và những cái tàu hộ tống rất hung dữ để đâm và sẵn sàng tấn công những tàu Việt Nam. Bộ Quốc phòng Mỹ tố cáo hành động của Bắc Kinh hoàn toàn trái ngược với niềm tầm nhìn của Mỹ về một vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng mở và tự do, mà qua đó các nước lớn nhỏ được đảm bảo an toàn, chủ quyền, không bị uy hiếp và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các luật lệ cũng như chuẩn mực được quốc tế công nhận. Bộ Quốc phòng Mỹ khuyến cáo Trung Quốc sẽ không đạt được lòng tin của các nước láng giềng hay sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế bằng cách duy trì các chiến thuật hiếp đáp. Và đây là thông cáo rất quan trọng của phía Mỹ. Và ngoài ra thì theo những cái thông báo và những cái theo dõi của những chuyên gia hàng đầu về hàng hải cũng như những người giảng dạy như giáo sư Matheson của Trường Đại học Hàng hải Hoa Kỳ hoặc là những cái cán bộ nghiên cứu của Việt Nam đã đưa ra, chúng ta thấy rất nhiều những cái hải đồ trên Biển Đông hiện nay là chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của họ đã cày nát toàn bộ cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà cho đến nay Việt Nam không thể làm gì được. Và Hải Dương 8 vừa hoàn tất tuyến thứ 5 của khu vực khảo sát mới nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuyến này dài khoảng 202 km cách Mũi Dinh, tức là thuộc Ninh Thuận, 190 km và cách đảo Phú Quý khoảng 110 km. Tuyến này gần như song song với bờ biển Việt Nam, nó sẽ thăm dò tuyến mới sẽ còn gần bờ biển Việt Nam hơn. Đây là cái dự đoán của ông Phạm Thắng Nam, là một cái người nghiên cứu chuyên về hàng hải, và đây là cái biểu đồ mà ông đã dựng lên trên cơ sở
cái thiết bị định vị của những chiếc tàu Hải Dương 8 và những chiếc tàu hộ tống hoạt động ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đương nhiên Việt Nam cũng đã đưa ra những tuyên bố và những phản đối rất nhiều, nhưng dường như Trung Quốc không hề đếm xỉa đến những cái công hàm của Việt Nam, nên Việt Nam đã gần như bất lực. Và nếu mà không có những biện pháp nhanh và khẩn cấp trong thời gian tới thì Việt Nam sẽ mất toàn bộ cái vùng Biển Đông và đặc biệt là những cái vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam đang còn giữ. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc cùng thể chế cộng sản tương đồng, nhưng giờ đây Trung Quốc đã không đếm xỉa đến những cái đòi hỏi và những yêu cầu của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng những điều đã cam kết giữa hai đảng và hai nhà nước trong cái việc hoạt động ở trên Biển Đông. Và quan hệ của hai đảng cộng sản cũng dường như đã bị Trung Quốc vứt bỏ, và nhà cầm quyền tại Bắc Kinh đã lộ rõ ý đồ thôn tính hàng hải của người đồng chí nhỏ bé Việt Nam mà chúng ta đã thấy trong thời gian qua. Và đương nhiên trước cái tình thế rất hiểm nghèo này của đất nước thì nhà cầm quyền tại Hà Nội không còn con đường nào khác mà phải nhanh chóng chuyển đổi sang thể chế dân chủ, tự do để cùng trên 90 triệu người dân Việt Nam hợp tác, đồng minh với các nước văn minh chống lại chủ nghĩa bành trướng hung tợn đến từ phương Bắc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này và để lại những bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Xin chào các bạn và chúc các bạn một buổi cuối tuần hạnh phúc và an lành.